một năm đặc biệt với nhiều biến động khó lường trên thế giới, cũng là một năm đánh dấu mốc lịch sử của đối ngoại Việt Nam. Khi dịch COVID-19 xảy ra, các hoạt động đối ngoại chung trên thế giới đều bị ảnh hưởng rất lớn. Việt Nam cũng không ngoại lệ, nhưng các hoạt động đối ngoại năm 2020 vẫn được triển khai ở cả bình diện đối ngoại song phương lẫn đối ngoại đa phương, đặc biệt là mặt ngoại giao đa phương khi lần đầu Việt Nam đồng thời đảm nhiệm hai trọng trách là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong vai trò kép, Việt Nam đã chủ động, tích cực, đóng góp an ninh, ổn định và thịnh vượng chung, khẳng định vị thế mới của một quốc gia yêu hòa bình, năng động, đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, với những kết quả cụ thể như tiếp tục đưa được sự đoàn kết, gắn kết vai trò trung tâm của ASEAN trong thích ứng với những biến động trên thế giới, trong khu vực. Đồng thời, Việt Nam đã góp phần vào các vấn đề trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tâm thế của một nước có tiếng nói, vai trò là đại diện của các nước đang phát triển trong Hội đồng Bảo an. Thưa quý vị và các bạn, giữ vai trò kép đồng nghĩa với việc trọng trách kép. Song Việt Nam đã thể hiện được năng lực cũng như là sự chủ động khơi dậy tinh thần đa phương giữa các nước, đặc biệt là giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc. Vâng, hai trọng trách đa phương gắn kết góp phần thúc đẩy lợi ích chung giữa khu vực, giữa Việt Nam và cả trên thế giới. Vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về chủ đề này. Năm 2020, năm đặc biệt với nhiều biến động khó lường trên thế giới, trong khu vực. Khi dịch COVID-19 xảy ra, các hoạt động đối ngoại chung trên thế giới đều bị ảnh hưởng rất lớn. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ, nhưng các hoạt động đối ngoại năm 2020 vẫn được triển khai ở cả bình diện đối ngoại song phương lẫn đối ngoại đa phương. Chúng ta đã đề ra một chủ đề hết sức đúng đối với lại cái tình hình, đó là gắn kết và chủ động thích ứng. Nó đạt được mục tiêu là tăng cường cái vai trò trung tâm đoàn kết của ASEAN, đồng thời đó là thích ứng nhanh chóng không phải của từng nước mà cả khối ASEAN đối với tình hình thế giới bên ngoài cũng như khu vực và đối với từng nước. Đảm bảo toàn bộ nội dung của năm Chủ tịch ASEAN đề ra. Một dấu ấn đối ngoại nữa trong năm 2020 khi đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam đảm nhiệm cương vị này với một tâm thế lớn lao và vững vàng do đã nhận được số phiếu bầu lớn nhất trong lịch sử của Hội đồng Bảo an, 192/193. Điều này cho thấy các nước đặt lòng tin vào Việt Nam với vai trò là đại diện đóng góp tiếng nói của các nước đang phát triển, các nước vừa và nhỏ trong Hội đồng Bảo an. Trong tháng chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng ta đã đưa được vấn đề là quan hệ hay sự hợp tác giữa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với ASEAN. Chúng ta đã nêu được cái vai trò, cái hình ảnh của ASEAN tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cùng với đó, Việt Nam đã tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do và tiếp tục sẽ có các hiệp định thương mại tự do được phê chuẩn. Nhưng trên tất cả, nhiệm vụ quan trọng nhất đó là duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền biển đảo của đất nước. Đó là mục tiêu xuyên suốt của ngành ngoại giao Việt Nam trong năm 2021 và cả những năm tiếp theo.